Em, sao nay dậy sớm vậy? Đêm qua em có nói với anh rồi mà. Mẹ nói là tối nay nhà mình có tiệc nè, muốn có cái món chả giò hải sản em làm, cho nên sáng nay em đi chợ sớm với Lam. Anh ngồi đi, em lấy đồ ăn sáng thôi, cho. Thôi, anh đi lên công ty có việc gấp giờ, em tự ăn sáng đi nha. Dạ. Dân, em bị cảm hả? Dạ đúng rồi anh, chị Dân thức sớm nên bị trúng xương, nãy giờ chị nhảy mũi hoài à. Đi chợ đâu nhất thiết phải đi sớm vậy đâu. Trời, phải đi chợ sớm thì mới mua được nguyên liệu hải sản tươi ngon chứ. Giữ sức khỏe nha. Em không sao. À mẹ. Dạ mẹ. Lần sau mà mình có mời khách tới nhà, đặt nhà hàng đi mẹ. Đặt nhà hàng thì còn gì thân mật gần gũi nữa con. Nếu mà mình mời họ tới nhà, mình đặt đồ ăn ở ngoài đem vô chỗ tiện mẹ, chứ ở nhà lu bu lắm. Thì tại con nói là vợ con nấu ăn ngon nên mẹ mới nhờ vợ con làm mấy món này nè. Mà nếu con sót cho vợ con quá thì thôi, mẹ không dám nhờ nữa. Mẹ, con không có ý đó. Thôi, con đi làm nha mẹ. Ừ. Dân, ăn sáng xong uống thuốc vô nha. Anh đi làm cẩn thận nha. À. Bộ làm việc vất vả lắm hả? Tối ngày cứ thủ thỉ mét với chồng. Là tôi sai cô làm hết chuyện này đến chuyện nọ. Dạ không có mẹ, cô đâu có nói gì với ảnh đâu mẹ. Không có nói, mà tối hôm qua cô mét nó. Là tôi sai cô làm món ăn để đãi khách. Sáng ra mày đặt sổ mũi cảm lạnh, tính bày ra những cái trò này á, để lấy cái lòng thương xót của thằng con trai của tôi đó hả? Mai mốt mà tôi già rồi đó, không biết cô lèo lái cái nhà này kiểu nào nữa. Vô phước mới có còn giàu như cô đó. Dạ con xin lỗi mẹ, lần sau con sẽ để ý hơn. Làm đồ ăn sáng cho tôi lẹ đi, tôi phải đi công chuyện nữa. Dạ. Ahem.